Võ thần chúa tể thuyết minh tập 580-581 A à. Tần trần nở nụ cười, vạn tân lượng ngay từ đầu nhưng là chỉ là muốn nhục nhã hắn, có thế lần thứ ba xuất thủ cũng đã động sát ý, này làm sao vẫn là luận bàn đâu, coi hắn là ngu si sao, giết đều giết rồi, người nói nhảm nhiều như vậy lại có thể thế nào? Tần trần nở nụ cười lạnh, đối phương tất nhiên muốn hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không sợ đạo lý. Duy nhất kiên kỵ cũng liền Thủy Nhạc Thanh yêu kiếm tông đệ tử hạt giống thân phận mà thôi, giết người. Đền mạng Người võ giả kia xâm nhiên nói, đối với, đền mạng. Những võ giả khác cũng đều gầm thét nói, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng không có mở miệng, nhưng ánh mắt mười phần lăng lệ, có sát khí phun trào, đồng thời, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt cao ngạo cùng tự tin. Cho dù là thấy được Tần Trần đáng sợ như vậy thực lực, bọn hắn vẫn không có mảy may để ý, trên thực tế, nếu như là tại yêu kiếm quảng trường kiến thức đến tầng trần thực lực như vậy, hắn nói không chừng sẽ kiên kỵ một chút, nhưng tại thông qua được ngân sắc kiếm đạo sau đó, hai người bọn họ tất cả đều từ thất giai trung kỳ đỉnh phong bước vào thất giai hậu kỳ. Chiến lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần, cho dù là biết tầng trần cường đại như thế, cũng lơ đỉnh, bọn hắn để ý là tầng trần tuổi tác, nhỏ hơn bọn hắn 10 tuổi, vậy mà nhưng lại có không kém gì bọn hắn tiến vào yêu kiếm quảng trường trước thực lực. Há chẳng phải là nói rõ, hai người bọn họ tại võ đạo về thiên phú, còn không bằng một cái như vậy không biết từ nơi nào tới đứa nhà quê. Nếu như Tần Trần giống như bọn họ là nhanh 30 tuổi ra mặt niên linh, chẳng phải là có thể dễ dàng trấn áp bọn hắn. Cái này khiến hai người sát ý điên cuồng rực, làm một tên hoàng cấp trong thế lực nắp thế thiên kiêu. Bọn hắn có mình cao ngạo, không thể vượt cấp trấn sát đối thủ thì cũng thôi đi, lại còn bị người ngược lại áp chế, hơn nữa còn là kém 10 tuổi đây là không cách nào nhịn được sự tình, chẳng lẽ bọn hắn chỉ là phổ thông nắp thế thiên kiêu, mà đối phương nhưng là thiên kiêu bên trong hoàng giả không thành, kẻ này phải chết, không có ai có thể giết ta thủy nhạc thanh nhân, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng thủy nhạc thanh mở miệng, hắn cao cao tại thượng, ánh mắt bể nghệ. Phản phất quân vương nhìn mình thần tử, lạnh lùng nói, ngươi tự sát A, à, chí ít có thể lưu một cái toàn thay. Tần Trần cười ha ha một tiếng, bất quá giết đầu sổ loạn đủ, có gì ghê gớm đâu. Thủy Huynh, nhưng này tiểu tử nói nhảm cái gì, kẻ này giết Thủy Huynh nhân, liền để Dương Mổ thay Thủy Huynh nhân báo thù. Dương Lăng lạnh trên một tiếng, thân hình khẽ động liền đã xuất bây giờ Tần Trần trước mặt. Nhô ra năm ngón tay hướng về Tần Trần cổ họng chộp tới, hắn nhưng là thất giai hậu kỳ võ giả, lại là hoàng cấp thế lực nắp thế thiên kiêu, vượt cấp giết người như uống nước giống như nhẹ nhõm đỉnh cấp thiên tài, một trảo này phía dưới, hư không chấn động, phản phất có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra, cho dù là một cái thất giai hậu kỳ tục cùng vũ vương đối mặt một kích này, cũng sẽ bị trong nháy mắt cào nát cổ họng, chết thẳng cẳng, tần trần cẩn thận. U Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm nhận được Dương Lăng cường đại, đây là một cái nắp thế thiên kiêu, so trước đó vạn tân lượng mạnh đâu chỉ gấp 10, Thiên Tuyết ngươi yên tâm, liền gia hỏa này, không gây thương tổn được ta. Tần Trần cười nhạt một tiếng, trở tay một quyền đánh ra. Quanh, quyền của hai người đầu va chạm, lập tức, hạo đảng chân nguyên tần tần nổ tung, Tần Trần đằng 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 mà lui bảy bước, tiếp đó liền đứng vững bước chân, cười nói, hoàn cấp thế lực nắp thế thiên kiêu, không gì hơn cái này. Dương Lăng cũng bạch 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 lui về sau năm bước, ở nơi này nhất kích bên trên hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn sắc mặt nhưng là tuyệt không dễ nhìn. Bởi vì, này hắn dự đoán kết quả hoàn toàn khác biệt, giao thủ ở giữa, hắn đã nhìn trộm ra tầng trần thực lực, bất quá thất giai trung kỳ đỉnh phong, mà hắn thì sao, thất giai hậu kỳ vũ vương, tại tu vi chiếm hết ưu thế dưới tình huống, thế mà bắt không được đối phương, chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, chiến lực cư nhiên như thử mạnh, hơn nữa lại còn dám trào phúng hắn. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Oanh, Dương Lăng bạo nộ rồi, trên thân trong nháy mắt nổi lên từng nét bùa chú, mi tâm phía trên, hào quang rực rỡ, khí thế của cả người trong nháy mắt tăng vọt, vết, hắn đấm ra một quyền, như tinh thần rơi xuống, quyền uy biên giới dẫn phát kinh người đại bạo phát, ha ha, chiến. Tần trần cười nhạt, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Quanh! 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 Chân nguyên chi lực điên cuồng phun trào, tạo thành kinh người kéo dài nổ tung, kinh khủng chân nguyên không ngừng lập lòe lại phai mờ, trực trở vô cùng, Tần Trần cùng Dương Lăng lại lần nữa đồng thời bị đánh văng ra hơn trăm mét, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn lại giết trở về, triển khai kịch liệt đối oanh, thiên địa đều tựa như bị xé nứt. xuất hiện từng mảnh từng mảnh kinh người gợn sống, toàn bộ con đường bốn phía đều là bị khủng bố thật nguyên bao phủ, hai đại cường giả mỗi một lần giao thủ, liền sẽ bắn ra lóa mắt vô cùng tia sáng, chiếu sáng thiên địa, tất cả mọi người là thấy hoa mắt thần mê chiến đấu như vậy thật là bộc phát tại hai tên vũ vương ở giữa sao, e rằng. Võ Hoàng Cường Giả cũng bất quá như thế đi. Dương Lăng cùng Thủy Nhạc Thanh rất nhiều tùy tùng mỗi cái đều là tê cả da đầu, miệng há hốc, nhưng là một chữ đều nhã không ra, bây giờ bọn hắn cũng đã nhìn thấu tầng trần tu vi, quá rung động, tiểu tử kia mới chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi a. À, thế mà liền có thể cùng Dương Lăng Đại Nhân đánh khó phân thắng bại, thất giai trung kỳ đỉnh phong ngang hàng thất giai hậu kỳ hơn nữa còn là dương lăng đại nhân dạng này nắp thế thiên kiêu bọn hắn đây đều là đang nằm mơ sao phải biết dương lăng đại nhân bản thân liền là có thể vượt cấp chiến đấu đỉnh cấp thiên tài có thế tiểu tử kia có tài đức gì hơn nữa còn so dương lăng đại nhân trẻ tuổi nhiều như vậy chẳng lẽ tiểu tử kia là đế cấp thế lực thiên kiêu không thành biến thái quá biến thái hai đại cường giả đại chiến bóng người chớp động nhường trên sân một nhóm người này nhìn trợn mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn trân trối đều nhanh thành đầu gỗ cho dù là thủy nhạc thanh cũng rung động ánh mắt liên tục nội tâm cuồn cuộn không thôi chỉ có cơ như trăng nhướng mày nghi ngờ nói tiểu tử này chuyện gì xảy ra thế nào thấy giống như thực lực trở nên yếu đi nàng là hiểu rõ nhất tầng trần thực lực nếu là đem cái kia quỷ dị yêu hỏa cùng thuộc tính kiếm ý thôi động đến cực hạn cũng sớm đã đem dương lăng bắt lại hơn nửa lúc trước tại vô thượng kiếm đạo thời điểm Đối phương cùng mình giao thủ thời điểm tự hồ còn bị thương, sao bây giờ nhìn, thực lực của hắn liền tại vô thượng kiếm đạo lên thời điểm cũng không bằng. Cơ Như Trăng làm sao biết, Tần Trần cũng là không có cách nào, phía trước tại vô thượng kiếm đạo bên trên có thể liều mạng, là bởi vì hắn cho là Cơ Như Trăng là vô thượng kiếm đạo lên mô phỏng thể, căn bản không cần có cái gì giữ lại, nhưng tại đây không được, Phiêu Miểu cung chấp pháp điện nhân còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm khắp nơi lùng bắt kích thương chấp pháp điện đội trưởng xích luyện tiên tử hung thủ đâu. Hắn có khả năng bộc lộ ra thực lực mạnh nhất, trước mắt còn không thể đạt đến có thế đối với bác giai sơ kỳ võ hoàng tạo thành uy hiếp tình cảnh, chỉ có chờ dọc theo đường đi chậm rãi thu được kỳ ngộ gì, đang nghĩ biện pháp làm bộ đề thăng, bằng không một khi bị chấp pháp điện nhân hoài nghi, tiến hành điều tra, vậy thì phiền toái, dù sao hắn trước đây ngay tại Thiên Long trại phụ cận. Cũng cùng chấp pháp điện đội viên chiếu qua mặt, rất dễ dàng dẫn phát hoài nghi, so sánh chấp pháp điện uy hiếp, yêu kiếm tông ngược lại không đáng giá nhắc tới. Phúc phúc phốc, song phương điên cuồng đại chiến. Trong khoảnh khắc, một chút xíu tiên huyết bắn tung tóe, dương lăng trên thân bị tần trần kiếm ý cắt chém ra vết thương, phun tung tóe ra tiên huyết, đám người triệt để hải nhiên. Dương lăng đại nhân thế mà bị thương, cái này không có thế một đời nắp thế thiên kiêu thế mà cũng sẽ bị thương, ngược lại là tần trần thể phách cường đại biến thái bị Dương Lăng oanh trúng mấy quyền sau đó, thế mà sinh long hoặc hổ. Cùng Dương Lăng trong lòng vạn phần kinh sợ, công kích của đối phương chẳng ra sao cả, nhưng phòng ngự quá mạnh mẽ, quyền của hắn uy rơi vào tầng trần trên thân, vậy mà đối với hắn không tạo được quá nhiều tổn thương, đây rốt cuộc là dạng gì biến thái, hừ, ta tới. Thủy Nhạc Thanh mắt sáng lên, cuối cùng nhẫn nại không được, bá, trong tay hắn kiếm quang lóe lên, một thanh sắc bén trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn trường kiếm rung rung, bộc phát ra trước nay chưa có ngập trời kiếm mang, giữa thiên địa, một đạo kiếm khí nối liền trời đất, tạo thành một đạo vô tận kiếm ý bi áp, phút chốc đi tới tầng trần trước mặt, hắn nhìn ra dương lăng thời gian ngắn căn bản giết không được tầng trần, tự hồ còn có nguy hiểm, dưới khiếp sợ, trực tiếp ra tay rồi, kiếm mang lấp lóe, phản phất có thể đem thiên địa đều cắt ra đồng dạng. Bén kiếm mang, thẳng bức tầng trần, hai người dù là liên thủ, cũng muốn đem tầng trần cầm xuống quá hèn hạ. U Thiên Tuyết tức giận, gương mặt xinh đẹp lạnh buốt, thấy thế cũng phút chốc ra tay, bá, kiếm quang phun trào, trong nháy mắt ngăn ở Thủy Nhạc Thanh trước người, lăn đi. Thủy Nhạc Thanh quát lạnh, ánh mắt băng lạnh, kiếm trong tay mang trong nháy mắt bùng lên tách ra. Trong nháy mắt biến thành mấy chục trên trăm đạo, lít nha lít nhít, chém về phía U Thiên Tuyết, mang theo không ai bị nổi khí thế, hắn thấy, U Thiên Tuyết mặc dù xinh đẹp, nhưng thực lực chưa hẳn như thế nào, một kiếm này đủ để cho nàng biết chênh lệch, đem nàng bước lui, băng tuyết mấy ngày liền. U thiên tuyết toàn thân hàng ý nở rộ, trên thân váy dài bay múa, lại như tiên nữ đồng dạng. Vô số hàng băng kiếm khí bắn ra, cùng thủy nhạc thanh thi triển ra ngập trời kiếm quan đụng vào nhau, phốc 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 phốc, kiếm quan xen lẫn, như hừng hực ánh lửa nở rộ, lóa mắt vô cùng, trong hư không hai cổ kinh khủng kiếm ý không ngừng va chạm, song song phai mờ tại hư không, cái gì? người nữ kia thế mà chặn thủy nhạc thanh đại nhân công kích. Lại một cái biến thái. Cô gái này tu vi mới thất giai trung kỳ đỉnh phong A, thế mà cũng có thể ngăn trở thủy nhạc thanh đại nhân, ông trời của ta, là ta hoa mắt sao? Hai người này đến cùng từ đâu tới? Ông trời A, ta muốn điên rồi. Đám người rung động, nhao nhao biến sắc, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cả đám đều muốn điên rồi. Tần Trần có thể lấy thất giai trung kỳ tột cùng tu vi ngăn trở Dương Lăng Đại Nhân. Bọn hắn đã cực kỳ chấn kinh, ai biết, Tần Trần bên người U Thiên Tuyết đồng dạng biến thái, lại lấy đồng dạng tu vi, chẳng đã đột phá đến thất giai hậu kỳ Thủy Nhạc Thanh, ngươi. Tự tìm cái chết. Thủy Nhạc Thanh tức giận, vốn là hắn căn bản không đem U Thiên Tuyết để vào mắt, nhưng bây giờ, tức giận phía dưới, sắc mặt cũng thay đổi, bị một cái so với mình tu vi còn thấp hơn nữ tử ngăn trở truyền đi, nhưng hắn cái này yêu kiếm tông đệ tử hạt giống làm sao gặp người, yêu kiếm thuật, trảm. Hai tay của hắn cầm kiếm, khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi, thể nội giống như là có cái gì hồng hoang mảnh thú thức tỉnh giống như, trường kiếm trong tay bên trên nổ bắn ra chói mắt hào quang, hướng U Thiên Tuyết bao phủ mà đi, không tốt. U Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa. Thủy Nhạc Thanh dù sao cũng là hoàng cấp thế lực thiên tài đứng đầu, nếu như là đồng cấp bậc, nàng còn có thể cùng đối phương lực địch, nhưng bây giờ, thủy nhạc thanh tu vi so với nàng cao hơn nhất cấp, lập tức liền lâm vào trong nguy hiểm, phanh, kiếm quan phun trào, kinh người sát cơ bao phủ tại u thiên tuyết trên thân, làm nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, si côn. Hàng băng huyết mạch nở rộ, u thiên tuyết hai con ngươi băng lãnh, toàn thân sát ý sôi trào, nàng quyết không thể nhường thủy nhạc thanh làm bị thương tần trần, một kiếm cuồng mảnh chém ra, tạch tạch tạch, hàng khí lạnh như băng tràn ngập, hư không đều bị đóng kết trong nháy mắt giống như là đông thành một mặt cái gương lớn hàng băng bên trong một đạo kiếm khí bạo dũng mà ra cùng thủy nhạc thanh chém ra kiếm quan đụng vào nhau phịch một tiếng kiếm khí bạo liệt u thiên tuyết trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét thể nội khí huyết cuồn cuộn cổ họng ngòn ngọt, ngọt khóe miệng tràn ra tiên huyết nhưng nàng cuối cùng vẫn chặn thủy nhạc thanh hơn nữa thủy nhạc thanh cũng không dễ chịu trên thân tràn ngập bên trên một tầng màu trắng băng sương sắc mặt bị đông cứng xanh xám. Cái này U Thiên Tuyết, thực lực thật là mạnh. Một bên cơ như trăng kinh ngạc nhìn U Thiên Tuyết, nàng con mắt gì? Thủy nhạc thanh dạng này thiên tài, tại Bắc Thiên vực diễu võ dương oai, nhưng ở trong mắt nàng, bất quá là một cái tôn tép nhảy nhép, ngược lại là U Thiên Tuyết. Lấy thất giai trung kỳ tột cùng tu vi, thế mà chặn thủy nhạc thanh công kích, mặc dù ở vào hạ phong. Nhưng tiềm chất, không phải bình thường, dù sao U Thiên Tuyết tuổi tác, so thủy nhạc thanh ít nhất trẻ 7, 8 tuổi, càng quan trọng chính là, cơ như trăng bản thân chính là vũ vực đứng đầu nhất thiên tài kiếm đạo, tu luyện kiếm pháp cùng bí tịch, cũng là đứng đầu nhất, tầm mắt tự nhiên cũng không phải bình thường, tự nhiên nhìn ra U Thiên Tuyết tu luyện kiếm thuật, kỳ thực rất phổ thông. Chỉ là địa cấp, thậm chí huyền cấp công pháp, thiên vũ đại lục, công pháp phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi một cái đẳng cấp, lại phân thượng trung hạ ba bậc, cơ như trăng tu luyện kiếm thuật, chính là thiên cấp kiếm pháp, mặc dù đang thiên cấp bên trong cực kỳ phổ thông, nhưng lại xa xa bao trùm ở nơi này bắt thiên vực phía trên, mà Thủy Nhạc Thanh, dù sao cũng là hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông đệ tử. Yêu kiếm tông chính là kiếm đạo tông môn, hắn tu luyện kiếm thuật, ít nhất cũng là địa cấp thượng đẳng, nhưng mà U Thiên Tuyết thi triển kiếm thuật, chỉ vẻn vẹn có địa cấp trung đẳng thậm chí hạ đẳng ở đây chờ, cũng đã có uy lực này, nếu là tu luyện mạnh hơn kiếm thuật, sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Không thể tưởng tượng, ít nhất lấy thất giai trung kỳ tột cùng tu vi. Tuyệt đối có thế chém giết thủy nhạc thanh dạng này thất giai hậu kỳ thiên kiêu, cái này u thiên tuyết thiên phú, đủ để cùng vũ vực bên trong thiên tài so sánh được, đáng tiếc lại sinh ra ở cái này bắc thiên vực, khó có thành tựu, nếu là có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Đúng, ta nhớ được cô cô đi tới nơi này bắc thiên vực tự hồ còn thiếu nhân thủ, nếu là đem nàng đề cử cho cô cô, gia nhập vào chấp pháp điện, chẳng những có thể giúp cái này u thiên tuyết, cũng có thể nhường cô cô nhiều vừa được giúp sức tay. Cơ như trăng ánh mắt sáng lên, quanh, tần trần cùng Dương Lăng chiến đấu trên trăm chiêu, sau đó một quyền đánh bay Dương Lăng, trong nháy mắt đi tới u thiên tuyết bên cạnh, đạo, thiên tuyết. Ngươi không sao chứ? U thiên tuyết lắc đầu, ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại dương lăng bị oanh bay ra ngoài phía sau cũng không có lại ra tay bởi vì hắn so với người khác đối với tần trần càng hiểu hơn người đàn ông này thể phách đơn giản mạnh giận sôi bị hắn oanh liên tiếp đến mấy lần cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi nhưng hắn đâu mặc dù bị đã kích không có tần trần nhiều có thể phòng ngự không bằng đối phương ngược lại là thương thế không nhẹ tái chiến hắn có thể sẽ bại thậm chí có thể chết vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cùng thủy nhạc thanh liên thủ, mới có thể đem hắn chém giết, cùng thủy nhạc thanh liếc nhau một cái, song phương trong mắt đồng thời phun trào sát cơ, sau đó gật gật đầu, hướng về phía sau lưng đám người lạnh giọng nói, người này giết ta yêu kiếm thành người. Cùng nhau liên thủ, đem hắn chém giết. Tại chỗ còn lại võ giả hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn cùng tiến lên. Phía trước tầng trần cùng U Thiên Tuyết triển lộ ra thực lực đã kinh động bọn hắn, bọn hắn đi lên, chỉ sợ là chịu chết phần A, bất quá thủy nhạc thanh mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch, liếc nhìn nhau, trong mắt lập tức phun trào sát cơ, giết. Kèm theo gầm lên một tiếng, mười mấy tên võ giả đồng thời đánh tới, xu, xu. trong đó một đám người trực tiếp nhào về phía cơ như trăng, vì cái gì, còn phải hỏi sao, tần trần cùng U Thiên tuyết thực lực mạnh như vậy, bọn hắn đi lên đây không phải tương đương chịu chết sao liền thủy nhạc thanh đại nhân cùng dương lăng đại nhân nhất thời cũng bắt không được hai người bọn họ, bọn hắn bọn này cặn bã đi lên lại có thể làm cái gì. Mặc dù bọn hắn một lòng muốn nịnh bợ thủy nhạc thanh, nhưng cũng không thể lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm A, tự tìm cái chết. Cơ như trăng lạnh nhạt, thanh sắc cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, bạo ngược khí tức ngang dọc cửu thiên thập địa, hướng về phía trước một kiếm chém ra, nội tâm của nàng cũng bởi vì tầng trần chuyện lúc trước mà ở vào tức giận bên trong căn bản không trở lại bình thường, bây giờ lại gặp đám người kia lại dám đối với mình động thủ, lập tức giận trong lòng, bá, một đạo dài đến hơn 10 trượng kiếm khí ngang dọc mà ra, hư không chấn động kịch liệt, phản phất muốn nổ tung đồng dạng, bay lượng tại phía trước nhất hơn 10 tên võ giả kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành xương máu. Một kiếm, hơn 10 người chết, ai còn muốn lên đi tìm cái chết. Cơ như trăng lạnh lùng nhìn xem trước mặt còn dư lại mười mấy tên võ giả, lạnh nhạt nói, còn dư lại hơn mười người tất cả đều bị kinh trụ, thân hình bỗng dưng dừng lại, hoảng sợ nhìn xem trước mặt cơ như trăng, thân thể không tự chủ được run rẩy, trời ạ, à, vốn cho rằng cô gái mặc áo trắng này yếu nhất, muốn lên đi chiếm tiện nghi, ai biết thực lực đối phương đã vậy còn quá kinh khủng, bên dưới một kiếm, trong nháy mắt liền giết chết hơn mười tên thiên tài, đây chính là hơn mười tên thiên tài a hơn nữa mỗi một cái ít nhất cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong thậm chí thất giai trung kỳ vũ vương phóng tới ngoại giới cái nào không phải nhân vật thiên kiêu nhưng ở cô gái mặc áo trắng này trước mặt giống như gầy yếu gà tể một dạng một kiếm bị miểu sát đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sau một đám người liều mạng vuốt mắt kinh sợ vạn phần nàng này làm sao có thể mạnh như vậy một kiếm miểu sát nhiều như vậy vũ vương cho dù là thủy nhạc thanh đại nhân cũng chưa chắc làm được a à ba tên này rốt cuộc là từ đâu tới biến thái. Ta muốn điên rồi. Sống sót tùy tùng cũng là ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không thể tin, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ánh mắt chấn kinh, khó có thể tin, cơ như trăng trên thân tản mắt ra đáng sợ kiếm ý, lại làm bọn hắn đều có chút kinh hãi, phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, mấy vị, còn nghĩ tiếp tục đánh xuống sao. Tần Trần mỉm cười nói. Tiểu tử, lại lưu ngươi một mạng, sau này nhất định đòi lại. Thủy Nhạc Thanh do dự một chút, cắn răng xâm nhiên nói, vốn cho rằng chỉ có Tần Trần cùng U Thiên Tuyết hai người cao thủ, bọn hắn liên thủ, còn có chém giết đối phương cơ hội, thật không nghĩ đến bạch y nữ tử kia, vậy mà cũng không yếu tại bọn hắn, như thế, đối phương mặc dù chỉ có ba người, nhưng bọn hắn trong một đám người. Đỉnh phong chiến lực cũng chỉ có hai cái, tái chiến, không những không thể đánh giết đối phương, Ngược lại phía bên mình sẽ tổn thất nặng nề, chỉ có thể dừng tay. A. À, tần Trần cười nhạo, đánh nhau cùng cấp, ta giết ngươi như giết chó. Thủy Nhạc thanh khí thế một yếu, đây là vô cùng bắt mắt sự thật. Tần Trần không gian phát triển xa xa so với hắn đại, có thế một cái chớp mắt sau đó bị giết khí lại rực, đáng sợ như vậy đối thủ thực sự cần sớm một chút xử lý, bằng không về sau có trong nháy mắt liền biến mất ở cuối cùng rồi, đi tới phía trước chỗ ngã ba một đám người đứng vững thủy huynh chúng ta cứ tính như vậy dương lăng lạnh lùng nói hắn là phong hành tông thiên kiêu lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy tính toán nào có dễ dàng như vậy bất quá những người kia thực lực bất phàm liền xem như chúng ta có thể giết đối phương mình cũng muốn tổn thất nặng nề lợi bất cập hại thủy nhạc thanh hít mắt lạnh giọng nói lần này chúng ta đi vào là vì tranh đoạt yêu kiếm truyền thừa thu hoạch tông chết thân phận nếu là ở mấy người này trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực, lợi bất cập hại. Vậy phải thế nào xử lý? Dương Lăng nghi ngờ nói, rất đơn giản, liên hợp hàng lập bọn hắn, xua hổ nuốt sói. Thủy Nhạc Thanh nở nụ cười. Chỉ là nụ cười vô cùng lạnh lẽo, liên hợp hàng lập. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Dương Lăng thế nhưng là tin tường, yêu kiếm tông bên trong, hàng lập cùng Thủy Nhạc Thanh là nhất không đối phó hai cái chẳng lẽ ngươi đã quên tại yêu kiếm trên quảng trường chuyện? Cái kia hàng lập đã sớm cùng tiểu tử này có thù, ước gì hắn chết đâu, a, à, nói không chừng chúng ta còn có thể lợi dụng cơ hội lần này. Hố cái kia hàng lập một lần. Thủy nhạc thanh mắt trong nháy mắt sáng lên, nếu là tần trần có thể cùng hàng lập lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó chính mình vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nghĩ tới đây. Thủy Nhạc Thanh lập tức cạc cạc nở nụ cười, nếu như Thủy Nhạc Thanh biết, Tần Trần vì không làm cho chấp pháp điện chú ý của, kỳ thực vẫn giấu kín thực lực. Không biết nội tâm của hắn lại là dạng ý tưởng gì, lúc trước đa tạ các hạ ra tay. Tần Trần đi tới cơ như trăng trước người, chấp tay nói, cơ như trăng quét Tần Trần một mắt, ta giết ta người, mắt mớ gì tới ngươi. Tần Trần sờ lỗ mũi một cái, phải, mặt nóng dán lên mông lạnh, cơ như trăng đi tới u thiên tuyết trước mặt, đạo, các hạ thiên phú không tồi, Đáng tiếc sinh ra ở cái này Bắc Thiên vực, bị mai một, nếu là gia nhập vào một cái cao đẳng thế lực, e rằng tương lai sẽ tuyệt không một dạng, ta cùng với cô nương mới quen đã thân, ngược lại là có thể đề cử cô nương một cái chỗ. U Thiên Tuyết lắc đầu, đa tạ cơ cô nương hảo ý, ta trước mắt còn không có gia nhập vào thế lực khác quét dọn. Chấp Pháp Điện cũng không nguyện ý sao? Cơ Như Trăng tự tin nói, cô nương ngươi là chấp pháp điện nhân. U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại, bỗng dưng xem ra, ánh mắt bên trong khác thường mang thoáng qua, Tần Trần cũng nhíu mày xem ra, cơ như trăng lắc đầu, ta không phải là chấp pháp điện nhân, nhưng lại có thể đem cô nương đề cử tiếng chấp pháp điện. U Thiên Tuyết vốn là đối với cơ như trăng còn có chút hảo cảm, nhưng bây giờ nội tâm lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nhưng biết, Tần Trần cùng chấp pháp điện có cực lớn cừu hận, nàng như thế nào có thể sẽ gia nhập vào chấp pháp điện, xin lỗi. U Thiên Tuyết băng lãnh nói, ngữ khí lãnh đạm đi, cơ như trăng sững sờ, nàng không nghĩ tới, U Thiên Tuyết vậy mà lại cự tuyệt, bất quá nàng cũng không phải là loại kia nhiệt tình mà bị hờ hững nhân, tất nhiên U Thiên Tuyết cự tuyệt, nàng không có tiếp tục lại nói. Một nhóm ba người rất mau tới đến rồi chỗ ngã ba, bây giờ Thủy Nhạc Thanh một đoàn người tụ tập tại chỗ ngã ba, dường như đang đoán cái gì, yêu kiếm tông nhiều lần tiến vào yêu kiếm truyền thừa, đối với nơi này lối đi suy tính, tự nhiên hết sức quen thuộc, nhưng là không phải một mắt liền có thể xem thấu, nhất thiết phải cẩn thận thôi diễn, nhìn thấy tầng trần một nhóm. Thủy Nhạc Thanh sau lưng những cái kia võ giả sắc mặt lập tức biến đổi, lặng lẽ lui về sau chút, hiển nhiên là bị cơ như trăng giết sợ, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng lạnh trên một tiếng, sắc mặt cũng khó nhìn rất, đúng lúc này, lại là một nhóm người hướng về chỗ ngã ba đi tới, cầm đầu chính là một cái phong thái động lòng người tuyệt thế mỹ nhân chính là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống từ yến tại nàng bên cạnh là thiên nữ cửa thánh nữ trần tư tưởng nhớ cùng với một đám hộ hoa sứ giả video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký